Hello, xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình gửi đến anh em con âm ly Pioneer SX770. Một con âm ly vừa cổ, giá lại vừa rẻ nhưng mà cho ra chất âm rất hay. Thì con âm ly này được sản xuất cách đây 40 năm rồi. Nhưng mà anh em nhìn á, mặt trước là mặt gương. Còn nhìn tổng thể của nó thì qua cái thời gian 5 tháng như vậy mà nó còn được như vậy này là những người bên nước ngoài họ dùng sao mà họ giữ ghê á. Đây. Thì cái dòng âm ly này thì bên mình đã test với những cái cặp loa cổ cũng như là đầu băng cối, cho ra chất âm tuyệt vời. Thì với cái giá bán thì 6,8 triệu, thì mình thấy là con âm ly này là phù hợp với những anh em nào mà đang chơi những cái dòng loa vừa phải. Thì nếu mà anh em nào cần á thì liên hệ để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong clip sau.